Chào bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh của Điện Thoại Số. Hôm nay mình sẽ làm cái clip hướng dẫn các bạn thay kính cam của con Samsung Note 10 Plus nha các bạn. Thì kính cam này thì hiện tại là bên mình đã có sẵn nha các bạn. Các bạn tới thay thì ngồi chờ để logo, những bạn ở xa thì mình có thể mua về các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái clip để hướng dẫn các bạn về thử thay nha. Kính cam này mình có keo sẵn nha các bạn. Về mình tháo ra, mình dán keo thì nó rất dễ. Thì không biết là ở nhà các bạn có cái, các bạn kiếm cái cây các bạn, cái đầu mỏng, một cái lưỡi lam cũng được. Ở đây mình không có xài lưỡi lam, mình xài cái đầu này nè, nó dẹp nó mỏng nha các bạn. Với một cây nhíp, mình không có cây nhíp cũng được, mình chỉ cần một cây này để mình nại kính cam lên được. Chỉ mình cần một miếng xăng, xăng này xăng thơm nha các bạn, ít thôi, không cần nhiều đâu. Rồi nó thì dụng cụ của mình nó nhiều rồi, với một miếng giả lao sạch để mình vệ sinh kính cam khi mình lỡ mình tay mình đánh vô kính cam đó các bạn. Đó thì trước khi mình chuẩn bị dụng cụ mình có nhiều rồi, đơn giản thôi. Rồi giờ mình sẽ tiến hành làm cho các bạn xem nha. Cách xài bãi gắt bãi kính cam này các bạn. Đó, kính cam gắt bãi nè. Rồi giờ mình, trước tiên mình làm á thì mình chấm cái một miếng xăng ít thôi nha các bạn, chấm không quen nhiều quá sẽ cháy vô camera. Một miếng xăng thôi, các bạn chấm nhỏ đều xung quanh cái viền cam này các bạn. Các bạn chấm nhỏ xung quanh đây nè, rồi xăng nó vô để nó sẽ mềm keo đi. Đó. Bây giờ mình tiến hành mình sẽ nại cái kính cam lên. Thường thường cái này các bạn lấy nhiệt máy khò cũng được, nhưng mà ở nhà đây các bạn không có máy khò nên mình sẽ hướng dẫn cái cách này là nó đơn giản nhất nha. Còn máy khò thì nó khó lắm. Nó các bạn lấy nhíp này lấy lưỡi lam á. Các bạn lấy lưỡi lam các bạn này lên từ từ nó sẽ lên nha các bạn. Các bạn nhớ là chấm xăng cho nó ít thôi, đừng nhiều quá. Đó các bạn thấy không? Mình nạy lên nè. Đó. Đó các bạn. Rồi mình gập xung quanh ha. Này nó cũng đơn giản lắm, mình mua về mình tự thay cũng được nha các bạn. Những bạn ở xa mà không có tới cửa hàng được á, các bạn đẩy từ từ nhẹ nhẹ thôi, có chừng chạy cái viền cam nha các bạn. Các bạn chú ý là làm cẩn thận, có chừng mình làm xước vô cái mắt camera nha các bạn. Mình cứ từ từ thôi. Đó, mình dở lên xong một miếng nè. Đó, mình đẩy từ từ nhẹ nhẹ thôi các bạn. Cũng rất là dễ chứ không có gì là phức tạp lắm. Này mình hướng dẫn các bạn ở nhà tự làm được. Mình nảy lên từ từ thôi. Đó, keo này nó cũng lên từ từ. Đó. Bây giờ mình lọc keo ra luôn nè các bạn. Đó. Mình kiếm một cái nhíp hoặc là cái gì nhọn, các bạn cẩn thận coi chừng chọt vô con mắt camera nha các bạn. Mình lấy mấy miếng keo cũ ra, mấy miếng kính nó còn bể dụng á, các bạn lấy ra. Rồi mình vệ sinh cái keo với miếng kính dụng cái này xong rồi các bạn. Giờ mình tiến hành mình gỡ cái này lên, nó có lớp keo rồi các bạn. Giờ mình dán vô. Các bạn nhớ là đừng có để cái tay mình chạm vô con mắt camera nha các bạn. Nó bị quặn cái mắt camera. Mình lấy nhíp mình đè mình ghì mấy miếng keo xuống cho nó dính xuống các bạn. Dạ, còn cái dư này thì mình lấy cái nãy các bạn có lưỡi lam đó, nhà các bạn có lưỡi lam đó mình cắt cái đầu này bỏ nha các bạn. Đó. Đó, giờ mình lọc cái mặt này lên. Giờ mình sẽ tiến hành dán cái kính cam vô nha các bạn. Cũng đơn giản, mình coi kính cam nó có bị bụi không các bạn. Cái này mình xem thì nó sạch nè. Mình chú ý là mình đừng có cầm vô dính cái dấu vân tay vô đây, mình lau rất là cực nha.
đó thì mình gỡ ra xong rồi mình giờ mình cầm hai cái mí này mình để vô thôi. Rất là đơn giản nha các bạn, mình mua về nhà mình tự làm được. Mình dán vô, mình lấy tay mình vuốt cho keo nó dính đều các bạn. Đẩy mạnh mạnh xuống cho keo nó hết đều, đừng cho nó bụi nó rớt vô cánh cam nha các bạn. Giờ mình vệ sinh sơn cái này. Mình vừa hoàn thành xong cái quá trình thay mặt kính cam, mình cũng vừa hướng dẫn các bạn xong các bạn làm đó. Cái này thì nhà mình rất là dễ làm, mình chỉ cần có một miếng xăng thơm với một cái lưỡi lam thôi. Tại vì cái kính cam này mình bán là mình có kèm sẵn keo rồi thì rất là dễ làm các bạn. Nhưng một miếng giấy sạch thì mình đã trong vòng 15 phút mình đã thay được xong cái kính cam này rồi, mình thay xong các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip, các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký và chia sẻ nha các bạn. Rồi, cảm ơn, chào các bạn.